Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Nay mình sẽ giới thiệu, mình lâu lắm rồi mới là làm một cái clip gọi là giới thiệu về game ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái trò chơi gọi là giả lập á, giả lập anh thợ sửa xe hơi đó. Thì thôi mình continue luôn đi. Trò này thì nếu mà các bạn chơi rắc thì cũng được, còn nếu chơi Steam đó thì mình nghĩ là các bạn nên đợi sale, nó sale còn khoảng bảy mấy ngàn á, thì các bạn hãy nên mua nha. Nếu bạn nào mà thích kiểu về xe cổ thì mình nghĩ nên chơi thử trò này, nó không quá khó đâu. Lúc đầu mình vô mình cứ nghĩ là mình cũng không có biết nhiều về máy móc, thì mình chơi mấy cái này mình cũng không có biết gì hết, mình vô nó hơi gây khó khăn cho mình nữa. Nhưng mà cái game này nó khác biệt mấy phần trước là nó kiểu như là sao ta, nó làm cho các bạn cái khởi đầu nó tốt hơn á. Ok, thì đây là cái xưởng của mình. Thì để chơi được trò này á thì mình recommend các bạn là chơi trên Steam, và để cho nó có cái cộng đồng workshop á, các bạn là lên cho nó, các bạn tải workshop mà tải mấy cái xe mà bạn thích rồi các bạn dễ bạn sửa. Xe này thì chiếc Audi này thì mình để chiếc xe này trong chỗ để xe đi. Ở đây thì đây là cái xưởng của bạn, thì lúc đầu cũng không có to thế này đâu. Sau này thì các bạn có thêm nhiều cái kỹ năng đó, thì các bạn mới làm được. Cũng giống như đây nè, mình thì mở hết ra rồi. Còn các bạn không có thì nó cái khu nó nhỏ thôi, nhưng mà đủ để cho các bạn sửa đồ đó. Giống như đại loại ở đây là các bạn sẽ thấy cái đơn giản nhất là nó sẽ có một cái điện thoại và bạn nhận rồi đó, bạn sửa nó. Ví dụ như đây như con R33 này là hơi sửa. Cái này là tùy tình trạng của cái xe nha, thì các bạn sửa được bao nhiêu các bạn sửa. Nói chung sửa thì nó khá là dễ, bạn mò từng cái chỗ của nó ra rồi các bạn mở lên các bạn sửa nó thôi. Mà mình thì ở đây mình sẽ chơi một cái trò gọi là đi kiếm cái xe, một chiếc xe nào đó, và sau đó mình sẽ phục chế lại. Tại vì trong đây nó cái trò phần này là rất là hay, có hai cách để phục chế. Một là mỗi lần các bạn lên level đó thì nó lên cái level nhất định nào đó, mình thì chơi lâu mình cũng không nhớ nữa, thì nó sẽ có cái bar này gọi là những cái nhà kho đó. Thì trong những cái nhà kho này nó sẽ có những cái xe bỏ hoang, và bạn đi tới bạn mua nó, xe mà chủ không mua chơi đó mình thì còn nhiều mình không để đây á. Rồi còn cái thứ hai để lấy xe đó là đi ra bãi rác, và anh em giới thiệu cái bar này trước ha, quên cái bon này đây. Đặt cái này trên bản đồ. Khi bạn lên bản đồ đó thì các bạn sẽ thấy một cái gọi là bon đây nè, đó nhà kho đó. Chết tiệt cái game này, lại là thằng bim lấp. Sao bay bỏ bim lấp vậy, xe dở quá hả? Chiếc này là chà, con này là City Turbo. Hả, tầm được chiếc này bỏ vô gara luôn. Về gara mình đã có một chiếc xe rồi. Ok, là chúng ta đã có một chiếc City ở đây. Xe nổ máy được không ta, thấy máy cũng ngon quá ta. Này engine cover à, đây máy nó đây à, máy nó bên trong mới lại như thế này. Thử kích cờ nổ, cái này là những cái phụ kiện để cho bạn test xe nhanh đó nha. Engine rồi xong rồi, vậy là xe này đã động cơ nó hư rồi. Gắn cái này lại đi. Nó này nó là cái cover thôi. Mình nhìn nó. Thôi. Giờ nói chung là có chiếc trên đây rồi, giờ chúng mình sẽ đi ra bãi rác mình kiếm thử cho các bạn nha. Xì chân da. Chân da này không phải bãi rác, nó đúng hơn là cái bãi phế liệu. Bãi mà gọi là bãi xe ma. Cái xe này thường bị đụng đâm đụng hư rồi đó, bên nước ngoài là đâm đụng hư người ta vứt ở đây nè. Tại bên nước ngoài nó không có giống Việt Nam mình. Xe hư bên mình cố gắng mà bán mấy cái phụ tùng mà đồ các thứ đi, còn nó là hư chục. Không thể sửa được, nó dục. Kiểu như là sửa nó phí quá đó. Tốn phí quá, nó vứt luôn. Ở đây chúng ta có xe nè. Thường là xe nó sẽ bay ở những cái vị trí nó gọi là rất là cố định. Chiếc này giống như là chiếc phục Volkswagen thì phải. Phục Volkswagen Gold và GTE.
Thôi có mấy ngàn đô vào mua luôn đi. Mình cũng chưa có chiếc này nữa. Đi giờ mình dọn xe lại. Xe cổ à. Bồn heo cát thôi. Mấy cái xe trong game này nó làm mà kiểu nó tránh bản quyền nên nó không có thật. Xíu mình cũng không thích lắm. Cái này chiếc mất tăng à. À đúng rồi, chiếc mất tăng nhìn là biết. Cái này là gì đây? Ông Miata. MX5 Miata Mazda Speed hình như là mẫu này là mẫu mới đúng không nhỉ? NB Mazda Speed. Động cơ 4 xilanh. Nó mua vậy. Nào bỏ trong cả Bắc Kinh thì tại vì mình cũng không biết là cái xe này nó có chưa nữa. Ok, giờ còn chiếc nào nữa đây? Kìa là chiếc bốc chưa ta? Ồ, đúng rồi, bốc chưa. Nhìn cái đèn biết. 911 Carrera RS như mình cũng có rồi. Có chỗ spy, chỗ này cũng không có chỗ luôn. Đây. Ây, Civic. Đồ, nhìn cái này là biết rồi, Civic Trip O luôn. Cái chiếc này là phải mua. Rồi, bỏ ra. Thường là những ở đây là bạn lấy những cái xe đó là cố định ha. Còn những cái bạn nào mà lúc mà bạn nào mà còn nghèo á thì kiếm ở đây nè. Những cái này bạn kiếm cái phụ tùng này về các bạn sửa lại. Giống nó còn trên 70% á, hãy lấy. Có một số thứ là nó đem nó bỏ đây là còn mới tinh luôn á. Thường là những cái mới tinh đó là thường là hiếm lắm. Thằng 70% trở lên mà hơi kệ nó mua chơi. Ê, cái Civic nó ngay đây luôn. Rồi, đầu tiên là mình sẽ để giới thiệu cho các bạn kiểu như là để những cái bước mà để phục chế một chiếc xe nha. Đầu tiên bạn ấn ở đây để trở lên trước. Cái bạn này, bạn nào đầu game vô bạn cũng thấy rồi. Cái hai các bạn nên là kiếm một cây gọi là battery, cái kiểu như bình ắc quy vô cái xe đó. Các bạn lấy nó ra, các bạn sẽ thấy cái này gọi là battery charger, này là cái bình sạc điện á. Các bạn sạc điện cái này thôi. Rồi cái thứ ba, cái này nữa là tiếp theo á là, thôi tháo phụ tùng này từ từ đi. Bạn lấy cái bình này nè, welder. Các bạn kiếm cái chỗ này làm chỗ C nè. Bình này tác dụng là như vậy nè, use nè. Mới đầu game vô bạn cũng chỉ, nó cũng chỉ cho các bạn đó là để làm mất mấy cái chỗ, cái mấy cái phần mà nó bị reset đi á. Sau đó những cái phần nào bị hư á là sẽ còn reset. Mà thường cái xe này là coi như là nó mất gần hết rồi, còn có mấy cái đèn à. Đây rồi, thôi kìa, để đem ra đi. Vô đây thôi. Cái mà mình nghĩ các bạn nên làm đầu tiên á là sửa phần body trước. Như xe này coi như là nó mất gần hết luôn rồi. Thì mình sẽ bỏ vô, các bạn phải nhấn chuột phải ha. Và vào cái phần gọi là tablet nè. Tablet này gọi là máy tính bảng của mình đó. Còn bạn nào mà lúc đó là chưa có đó thì các bạn phải vào cái máy tính ở đây. Các bạn ấn mua đồ cho nó. Những cái xe mà ở kiểu những cái xe mà kiểu đặc thù của trong game đó, thì các bạn hãy mua trên đây. Body shop rồi nào. Còn những cái game mà workshop á thì bạn nhấn ở đây. Giống ví dụ như mình là con EK9 thì vậy cũng có luôn, vậy là Civic. À, trong đây có đúng một chiếc Civic thôi. Các bạn sẽ mua từ cái bắt của nó ha. Mình thì đang vào cái xe rồi là dễ nhất á. Nó ít bắt. Bạn nhấn chuột phải này nha. Mình ấn lại với bạn nè. Bạn chỉ vào cái xe nha. Assemble nè, đó nó sẽ hiện lên những cái phần mà đang còn thiếu trên cái body. Bạn những cái hood để lên, đèn để lên. Cứ làm như thế này cho đến khi hết cái xe. Mình nghĩ body nó quan trọng nên các bạn cũng làm luôn đi. Rồi làm xong rồi các bạn sẽ có hứng các bạn làm xe. Chưa. Kiểu EK9 luôn á, cái xe này mẫu tiếp R mà
Civic Type R đầu tiên của Honda vậy, theo mình nhớ là vậy. Trước đó Type R cũng có rồi nhưng mà hình như trước đây còn một đời nữa, nhưng mà nó không phải gọi là Civic vậy, nó chỉ gọi là Civic, nó chỉ gọi là Honda Type R thôi. Mình nhớ mang máng là gì. Rồi cái gương sau sao này đó. Ok, coi như phần body là nó hoàn chỉnh rồi đó. Giờ thì các bạn sẽ nhấn chuột phải là các bạn muốn di chuyển cái xe vào phần gọi là paint shop, gọi là để sơn lại á. Mình thì Civic thì Type R thì nó là đặc trưng của nó là màu trắng, nên mình sẽ để nó thành màu trắng luôn đó. Cái này gọi là màu, cái này gọi là sao, tôi đây là bóng, mình cũng không nhớ nó nữa, liên nẹt độ sáng nè. Chỗ C. À, now we talking. Damn, như chưa xin biết à. Nhìn đã không? Mày nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi nha, chứ ha, cũng cầu cầu trước mà 200 mấy mã lực á. Ôm cua gắt lắm á, mấy xe cầu trước để mà đặc điểm nó là cái gì. Coi như là thân xe là xong rồi đó. Mình thì trên đây mình còn chiếc 86, chiếc RX7, chiếc City nè, với lại chiếc Volkswagen này nè. Nhìn chiếc của Volkswagen này nó tàn tạ thôi rồi luôn. Mình sẽ chỉ cho các bạn hai cái phần nữa, đó là phần có một cái máy nữa gọi là máy gì đây. À, đây. Cái máy này thường là mình ít thấy lắm, nhưng mà mình ít làm lắm. Nhưng mà thường cái máy này á, là cái mà để tẩy những cái điện, mấy cái tem ở trên xe đi á, mình cũng nghĩ, mình nghĩ là vậy, tại vì mình rất ít xài cái này. Mà thường làm xong thì mình không thấy phát việc gì hết á, nên mình chưa có biết. Bạn nào biết có thể comment giúp mình. Dụng cụ này là dụng cụ mà kiểu để dầu nó ra đó, bỏ dầu ra trên xe ra đó. Thì bạn để lên như thế này nè. Tại trước khi mà các bạn gỡ máy xe là các bạn phải làm cái này. Các bạn bỏ nó lại chỗ B. À, các bạn nhấn làm đó thôi, use the fit mình nè. Thường là dầu sẽ chảy xuống đó, nhưng mà tại vì cái xe này chưa có dầu. Khu vực này là khu vực mà để các bạn bỏ máy lên á, bỏ cái máy hư lên á, bạn sửa bên ngoài ngoái này, máy ngoài này cho nó dễ hơn, hơn là các bạn phải ngồi mò ở trong đây nó chật chội á. Còn cái chỗ này là chỗ để làm phanh, thì nó sẽ có hai dạng, một là các bạn tháo cái này ra nè, mình sẽ tháo cho các bạn coi. Thấy phanh thường nó có ba bộ phận ở trong này á, thì nó sẽ tháo ra, và nó mỗi lần tháo ra nó sẽ tháo ra ba cái đó, và lần trôi bắt vô nè, bạn sẽ thấy một cái nè, bạn ấn vào đây, ấn vào thêm cái này, ấn vào thêm cái này là nó sẽ tự động nó ráp lại cho các bạn. Đó là bạn mới xong được cái phụt của cái xe, chứ không phải là bạn lơi vô cửa hàng cái bạn mua là nó có. Còn chỗ này là chỗ để lốp xe, cái phần này là bạn tháo bánh xe ra nè, để các bạn sửa lốp xe đó, hoặc thay lốp mới, hoặc là thay mâm mới cho xe đó. Ráp vô thì nó cũng vậy thôi, bạn ấn đây nè. Này là mới để lớp vô thôi nha, chứ chưa có xong. Đó, khi bạn xong cái lớp mình bạn lấy ra đó là lớp chưa sử dụng được đâu. Các bạn phải vào một cái cửa nó gọi là cân bằng bánh xe lại. Thì các bạn bỏ vô cho nó quay. Là cân bằng bánh xe đó. Lớp mới của mua là bạn phải làm rồi nha. Còn khu vực này là khu vực để các bạn sửa đồ đó. Bạn nhớ những cái phụ kiện hồi nãy đó là mình hay mua về đó, thì để sửa lại bạn vô ấn dấn vào đây nè, sửa. Nó cũng có cơ hội sửa, nếu có một số món đồ là nó sửa, nhưng mà sửa thất bại nó sẽ mất luôn. Sau này bạn lấy ra thôi, dễ. Đó là những thứ, còn cái chỗ này là nó để các bạn lấy máy móc ra đó. Ví dụ như mình để những cái C nè. Thì lúc mà bạn để đây các bạn pull out là lấy máy ra thôi. Nhưng mà thường sẽ, đó, bạn coi như bạn lấy ra xong rồi đó. Rồi lấy ra xong thì các bạn để đến đây thì các bạn sửa máy. Cái này nó thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? Cái này thì để mốt mình sẽ nói sau trong một tập tiếp theo, là trước khi bạn gỡ cái máy ra phải gỡ cái hộp số dưới đây ra nữa. Chứ không phải nó gỡ ra được gỡ liền như mình đâu, tại vì xe này nó mất cái hộp số luôn rồi. Nên nó mới lấy máy ra dễ vậy đó. Ok. Thì tập 1 của mình tới đây nha, thì tập sau thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để phục chế lại ba cái thứ cơ bản trong chiếc xe để cho trước khi nó hoàn thành, và cái phụ nữa chính để hoàn thành cái xe nó tốt hơn thôi.
Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe nếu như các bạn ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.